Phương Nhi rất vui khi tiếp tục được gặp quý khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Như thường lệ trong chương trình phát sóng vào sáng thứ năm hàng tuần, Mua gì ở đâu sẽ cập nhật đến quý khán giả rất nhiều thông tin về những sản phẩm và mách nhỏ hữu ích trong lĩnh vực thời trang làm đẹp. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, trong những ngày cuối tháng 9 và kéo dài đến tháng 10 năm 2019 sẽ là thời gian Co-op Mart dành riêng cho các mặt hàng nhãn hàng riêng thương hiệu Co-op. Trước tiên, với hai chương trình mua 1 tặng 1 và mua nhiều ưu đãi lớn, các mặt hàng Co-op Select sẽ được giảm mạnh. Đây là dòng hàng phổ thông đáp ứng nhu cầu đa dạng của gia đình hiện đại, chất lượng tốt tương đương với nhãn hàng dẫn đầu thị trường cùng loại nhưng giá thấp hơn từ 5 đến 30%. Trong các ngày gồm 26 tháng 9, 3 và 4 tháng 10, khi mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên, quý khán giả sẽ được mua 1 tặng 1 sản phẩm cùng loại. Chương trình có sự tham gia của rất nhiều sản phẩm hàng nhãn riêng Co-op, từ dầu gội dành cho nam cho đến ghế nhựa, bao tay tiện dụng, túi rác, bộ lau nhà, nước tẩy toilet. Bên cạnh đó, kéo dài xuyên suốt từ nay cho đến ngày 9 tháng 10, nếu mua sản phẩm Co-op Select cùng loại trên một hóa đơn, thì các sản phẩm thứ 2, 4, 6, 8 sẽ được Co-op Mart bán với giá ưu đãi. Trong đó có rất nhiều loại thực phẩm đóng gói tiện lợi để quý khán giả lựa chọn như bánh que hay hạt điều luộc Co-op Select được áp dụng mức giá lần lượt chỉ 4.900 đồng đến 44.500 đồng đối với các sản phẩm số chẵn. Ngoài hai chương trình ưu đãi kể trên, quý khán giả mua gì ở đâu có thể đến ngay siêu thị gần nhất để chọn mua đa dạng các sản phẩm hàng nhãn riêng cũng được bán với giá ưu đãi hấp dẫn như nước mắm Co-op Select giảm đến 40% so với giá niêm yết hay các loại nước giặt, bột giặt với giá bán chỉ từ 65.900 đồng một sản phẩm. Thưa quý vị, vài ngày trở lại đây, tình trạng ô nhiễm không khí tại một số tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Bộ tăng cao đáng báo động. Lo ngại trước tình trạng này, nhiều người đã tìm mua khẩu trang chuyên dụng có thể lọc được bụi mịn. Sau đây là ghi nhận của Mua gì ở đâu. Trước tình trạng ô nhiễm không khí đáng báo động như hiện nay, khi ra đường, quý khán giả cần đeo kính và khẩu trang để bảo vệ mắt và đường hô hấp. Tuy nhiên, với những loại bụi siêu mịn như bụi PM10 và bụi PM2.5 thì những chiếc khẩu trang thông thường khó có thể cản được. Chính vì thế, trong thời gian này, các loại khẩu trang chuyên dụng chống bụi mịn nhằm bảo vệ sức khỏe đang được khá nhiều người tìm mua. Ngày trước thì ít người quan tâm lắm. Bên mình chủ yếu bán là cho người nước ngoài. Nhưng mà gần đây khi báo chí và các phương tiện truyền thông người ta đề cập đến ô nhiễm không khí nhiều thì người Việt mình bắt đầu quan tâm nhiều hơn. Cái khẩu trang em đang dùng bây giờ, mặc dù là em dùng 2 lớp, nhưng mà đến cuối ngày khi em đi làm về thì em vẫn thấy là những cái lớp bụi nó đóng xung quanh ở cái khóe miệng này. Những sản phẩm khẩu trang như Mua gì ở đâu vừa giới thiệu chủ yếu là hàng nhập khẩu và có nhiều mức giá khác nhau, tùy xuất xứ và thời gian sử dụng. Trong đó có hai loại khẩu trang là N95 và N99 có giá dao động từ 550.000 đồng đến 1.250.000 đồng. Tuy nhiên, khi có nhu cầu, quý khán giả cũng cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm trước khi mua hàng. Tiếp theo chương trình hôm nay sẽ là thông tin về các bộ sưu tập mới xoay quanh chủ đề thời trang làm đẹp. Thưa quý vị, mới đây Everland, thương hiệu thời trang thân thiện với môi trường có trụ sở tại San Francisco, nước Mỹ, vừa cho ra mắt dòng áo len được làm từ nguyên liệu tái chế. Cụ thể, Everland hợp tác với một nhà máy tại Ý, thu thập những chiếc áo len Casemore đã sờn rách. Sau đó, nhà máy đã tháo len ra và quay lại thành các sợi mới. Tiếp theo, họ pha trộn nó với len Merino siêu mịn theo tỷ lệ 60-40 để cho ra đời một sản phẩm hoàn hảo. Sản phẩm là kết hợp giữa sự mềm mại của len Casemore sang trọng với sự mạnh mẽ của len Merino. Quý khán giả thực sự có thể mặc những chiếc áo len này mà không lo lắng chúng bị thủng hoặc rách. Bộ sưu tập đầu tiên gồm 3 kiểu áo dành cho cả nam và nữ, mang theo cảm hứng vintage bao gồm áo len kiểu trường học với 4 màu, áo len cổ tròn với 8 màu, áo len cổ cao cài có 4 nút. Quý khán giả có thể mua các sản phẩm trong bộ sưu tập trên trang web của Everland với mức giá dao động khoảng từ 2.205.000 đồng cho đến 2.790.000 đồng.
Lão hóa da là quá trình không thể tránh khỏi khi cơ thể già đi và do tác động của môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, nếu biết chăm sóc và bảo vệ da đúng cách, chúng ta hoàn toàn có thể làm chậm quá trình lão hóa. Và ngược lại, nếu không biết cách chăm sóc, sử dụng sản phẩm kém chất lượng sẽ gây ra nhiều hậu quả khó lường. Mời quý khán giả cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Mua Gì Ở Đâu về vấn đề này. Nhằm đánh vào tâm lý muốn làm đẹp nhanh chóng của nhiều người, hiện nay chỉ cần lên mạng xã hội, bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy được hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc nhãn mác. Bên cạnh đó là những lời quảng cáo hấp dẫn nhưng tiềm ẩn những hậu quả khôn lường. Gần đây, khoa da liễu thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nữ với tình trạng da mặt có nhiều mụn mủ, vết xước, ngứa và sạm đen. Trước đó, bệnh nhân đã tự điều trị nám tại nhà bằng một loại kem trộn được mua trên mạng. Ý đồ là làm sao đẹp nhanh làn da. Sản phẩm lúc đó sẽ là trộn vào rất là nhiều những cái hoạt chất mà bất chấp đến cái tác hại trên da. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho biết trẻ hóa da mặt bằng laser ngày càng được quan tâm và ứng dụng rộng rãi. Công nghệ hiện đại này đòi hỏi người thực hiện phải được trang bị kiến thức chuyên môn tốt, thực hiện đúng quy trình cũng như đảm bảo trang thiết bị hiện đại. Tại sao chúng ta phải tích hợp đa công nghệ laser? Vì mỗi công nghệ thì nó sẽ chuyên biệt cho một cái loại thương tổn da và nó sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Khi có các vấn đề về da, quý khán giả nên đến các cơ sở chuyên khoa da liễu uy tín để được khám, tư vấn và chỉ định đúng phương pháp điều trị. Việc tự ý sử dụng các loại kem, thuốc bôi trôi nổi không rõ nguồn gốc rất nguy hiểm, có thể khiến da bị tổn thương nặng và chi phí điều trị tốn kém hơn. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến tháng 10 và trong tháng này chúng ta sẽ có một ngày kỷ niệm rất đặc biệt là ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Và để các cô gái thêm xinh đẹp và rạng rỡ hơn trong tháng mới này, Mua Gì Ở Đâu sẽ mách nhỏ phong cách trang điểm nhẹ nhàng rất phù hợp với thời tiết của mùa thu. Mùa thu năm 2019 ghi dấu ấn với lối trang điểm tông nâu cà phê ấm áp. Đây cũng là xu hướng được các beauty blogger châu Á lăng xê trong thời gian vừa qua. Chính vì thế, ngày sau đây, Mua Gì Ở Đâu sẽ gợi ý cho quý khán giả cách trang điểm với tông màu nâu ấm. Đầu tiên, thoa kem dưỡng để da có đủ độ ẩm cho lớp nền hoàn hảo. Sau đó, dùng kem che khuyết điểm để che đi nốt mụn và quầng thâm mắt. Tiếp đó là việc đánh kem che khuyết điểm trước, kem nền sau sẽ giúp cho lớp nền được đều màu hơn. Phủ thêm một lớp phấn nền. Đừng quên tạo khối để sống mũi cao và khuôn mặt thon gọn hơn nhé. Với tông trang điểm sắc nâu mùa thu, chúng ta nên chọn các loại chì vẽ mày có sắc nâu tùy theo màu tóc như nâu nhạt hoặc nâu đen. Tiếp theo là phần trang điểm mắt. Tán màu hồng đất lên toàn bộ bầu mắt. Sau đó, dùng phấn mắt cam tán từ đầu mắt đến 1/2 bầu mắt. Dùng phấn mắt nâu tán dọc theo đường mi mắt để tạo chiều sâu cho mí mắt. Tán nhũ mắt nâu ánh vàng để mắt thêm nổi bật. Kẻ viền mắt sát chân mi để mắt to và sắc sảo hơn. Bấm và chút mi.
màu mát cam để có gương mặt ẩn màu tự nhiên. Tán phấn highlight lên gò má và sống mũi. Với kiểu trang điểm này, quý khán giả có thể chọn những gam màu son nhẹ nhàng như hồng đất, cam san hô hoặc son có sắc nâu. Tông trang điểm màu nâu ấm không hề kén màu da và thích hợp với màu da của các cô gái châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Hy vọng rằng lối trang điểm nhẹ nhàng này sẽ là gợi ý thú vị cho những lần hẹn hò dạo chơi sắp tới của các cô nàng. Vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý vị có thể theo dõi thêm Mua gì ở đâu thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo cũng trên kênh HTV7.